Cô chào cả lớp. Ngày hôm nay cô rất vui khi được gặp lại các bạn trong bài phần chữa bài của buổi học số 25 và giao bài của buổi học số 26. Vậy thì trong bài buổi học số 25 các bạn đã được giao bài tập về nhà và chúng ta đã làm hết rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một lần nữa. Với buổi số 25 cô cần các bạn lưu ý đó là về đại từ phản thân themselves. Cũng giống như đại từ phản thân ourselves thì đại từ phản thân themselves sẽ nói về là một đại từ phản thân số nhiều, chính xác, đúng không ạ? Chính bản thân họ, đúng không ạ? Nhấn mạnh vào cái hành động đó, nhấn mạnh vào cái việc đó là những người ấy làm điều gì đó, họ tự làm bằng chính bản thân họ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu ví dụ nhé. Children will learn themselves in social classes. Lũ trẻ thì sẽ tự học trong những cái lớp học kỹ năng sống. Vậy ở đây chúng ta tìm thấy rằng từ themselves đang đứng đằng sau của động từ chính trong câu là động từ learn. Đúng không ạ? Và nó sẽ mang nghĩa là tự bản thân của họ. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 5 câu ví dụ phía dưới như sau. Câu số 1. Họ chỉ nghĩ đến bản thân họ. Ở đây các bạn cùng cô phân tích như sau. Đầu tiên mình có chủ ngữ là họ. Chúng ta có một đại từ nhân xưng. Đây là chủ ngữ ngôi thứ ba, số nhiều, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta có là they. Họ chỉ nghĩ, only. Nghĩ đến, đây là một động từ thường. Mình có từ think. Đặc biệt từ này các bạn đọc giúp cô thật là chú ý như thế này. Đó là cái chữ thờ này các bạn sẽ đọc cho cô. Đó là một âm gió cả lớp nhé. Chúng ta để lưỡi của chúng mình ra ngoài một chút, ở giữa hai hàm răng. Xong đó chúng ta thở hơi ra ngoài, đúng không ạ? Chúng ta đưa hơi ra ngoài. Think, think. Ok. Nghĩ về điều gì đó, chúng ta có một trạng từ đi theo sau từ think, đó là think about. Bản thân họ mà thôi, một đại từ phản thân số nhiều, chúng ta có themselves. They only think about themselves. Okay. Number two, những đứa trẻ không thể tự ăn được. Okay, so chúng ta có những đứa trẻ là một đại từ nhân xưng số nhiều, đúng không ạ? Vậy chúng ta có là họ là they. Không thể, chúng ta có một động từ khuyết thiếu ở dạng phủ định. Có thể là can và không thể là cannot. Chính xác. Ăn, chúng ta một động từ thường, mình có eat. Bằng chính nó, đúng không ạ? Họ không, những đứa trẻ ấy thì nó không thể ăn được. Vậy thì mình bằng chính bản thân nó được. Vậy thì mình có một đại từ phản thân số nhiều, đó là by themselves. They cannot eat by themselves. Ok, number 3. Bản thân họ đi du lịch đến Trung Quốc có nghĩa rằng là họ tự đi, đúng không ạ? Vậy thì mình có là, đầu tiên mình phải có một chủ ngữ trong câu, đó là họ, đại từ nhân xưng. Chủ ngữ ở đây chúng ta thấy rằng là đang là ở ngôi thứ ba số nhiều. Vậy chúng ta có là they. Họ tự đi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có một đại từ phản thân, đó là themselves. Đi du lịch đến đâu đó, chúng ta có một động từ, đó là travel. Vậy thì đằng sau travel chúng ta nhớ có giới từ là to, đúng không ạ? Đến đâu đó, chúng ta đến trường là go to school. Chúng ta đi du lịch là travel to. Travel to. Và đất nước Trung Quốc là China. They themselves travel to China. Ok, number 4. Họ đi chơi thể thao ở trong sân. Ở đây mình hiểu rằng là họ tự đi chơi được, đúng không ạ? Không cần phải ai giúp đỡ cả, họ tự đi chơi. Nhấn mạnh cái hành động là họ làm một mình. Vậy chúng ta có họ là một đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số nhiều. Chúng ta có they. Tự đi, đúng không ạ? Bằng bản thân họ, chúng ta có themselves. Chơi thể thao, chúng ta có động từ chơi là play. Và thể thao là sports. Chúng ta sẽ dùng ở dạng danh từ số nhiều, đúng không ạ? Thể thao nói chung, chúng ta có là play sports. Ở trong sân, quá dễ rồi, chúng ta có một giới từ ở trong, đó là in, đúng không ạ? Và cái sân là the yard. In the yard. Okay. They themselves play sports in the yard. Và câu cuối cùng, những đứa trẻ tự đi tắm vào buổi tối. Chúng ta lại tiếp tục phân tích chủ ngữ trong câu, đó là những đứa trẻ. Ở đây chúng ta có một đại từ nhân xưng. Và chủ ngữ này đang là ngôi thứ ba số nhiều. Vì vậy chúng ta có là the kids hoặc là they đều được ha. Vậy mình dùng là the kids. Nó tự tắm được. Vậy chúng ta có một đại từ phản thân là themselves. Tắm chúng ta có là take a bath hoặc là have a bath. Ok. Vào buổi tối chúng ta có là in the evening. In the evening. Đấy, chúng ta có một trạng từ chỉ thời gian, đúng không ạ?
Vậy mình có là the kids themselves take a bath in the evening. Rồi, vậy đây là 5 câu chúng ta đã làm cùng nhau và cô đã chữa bài cho cả lớp rồi. Bạn nào chúng ta làm chưa được hoặc là chúng ta làm chưa đúng thì các bạn sẽ nhanh tay các bạn chữa bài vào giúp cô nhé. 5 câu thôi ạ. Rồi, mình có thể dừng lại cái phần này để các bạn ấn dừng lại, đúng không ạ? Để chúng ta sẽ chữa bài. Đó. Chúng ta đến với một phần kiến thức nâng cao nữa. Trong phần kiến thức mở rộng này, cô sẽ giới thiệu đến với các bạn đó là về cấu trúc câu there is và there are. Cô biết rằng là đây là cấu trúc câu mà các bạn đã dùng rất là nhiều, thế nhưng mà đôi khi chúng ta quên mất cách dùng hoặc là đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa cách dùng nào và cách dùng kia. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với kiến thức mở rộng của there is và there are. Đến với phần kiến thức đầu tiên đó là về dạng khẳng định của hai cấu trúc câu này. Vậy chúng ta cùng nhau đọc một vài những cái ví dụ phía dưới nhé. There is a book on the desk. Câu này người ta muốn nói là có một, đúng không ạ? A book là một cuốn sách ở trên bàn. Chính xác, các bạn nhìn bức tranh ạ. Cuốn sách màu đỏ đây, đúng không ạ? There is a book on the desk. Number two, there are two pens on the desk. Có hai cái bút ở trên bàn. Và câu số 3 chúng ta có there are three notebooks on the desk. Có 3 quyển vở ghi ở trên bàn. Ở đây mình thấy rằng là có sự khác nhau giữa there is và there are. Có bạn nào biết không ạ? Có bạn nào biết sự khác nhau không ạ? Có một cái này, có hai cái này, có ba cái này. Với danh từ số ít, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng there is, chính xác. Với danh từ số nhiều chúng ta sẽ dùng there. Và đặc biệt chú ý là nếu như chúng ta dùng với there thì danh từ trong câu phải ở dạng số nhiều các lớp nhé. Pens, notebooks. Đấy, ở dạng số nhiều, đúng không ạ? Đây, vậy thì chúng ta có thể nhìn xuống cái khung phần lý thuyết này của cô. Chúng ta có dạng khẳng định there is thì sẽ được viết tắt là there's. Và tương tự there are thì là there. There. Ok, there is. Và there. Và cái này thì cũng rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? There is đằng sau các bạn nhớ cộng cho cô a hoặc là an. Tại sao cô lại nói cộng a hoặc an? Tại vì là có những cái danh từ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi với cái mạo từ an, chứ không phải là danh từ nào chúng ta cũng đi với mạo từ a. Vậy đằng sau there is chúng ta nhớ cộng a hoặc an. Tại sao? Tại vì đằng sau nó là một danh từ số ít. Vậy chúng ta phải xác định, chúng ta phải hạn định được cái mức độ của danh từ số ít đó là một cái, đúng không ạ? Vậy sẽ có a và an. Và đặc biệt là đằng sau there are chúng ta biết rằng là đó là đi theo sau là danh từ số nhiều. Vì vậy danh từ số nhiều đó các bạn nhớ phải thêm đuôi s, đúng không ạ? Hoặc là đuôi es nhé. Đó. There is và there are. Rồi. Và để củng cố thêm phần kiến thức mở rộng này, chúng ta sẽ có thời gian để làm bài tập. Thế nhưng mà các bạn sẽ có thể ghi bài vào vở nhá. Ghi bài vào vở ạ, để chúng ta sẽ có cái kiến thức, có cái lý thuyết để chúng ta sẽ làm bài. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần bài số 1. Bài 1 yêu cầu chúng ta là choose the correct answer. Hãy chọn đáp án đúng. Vậy thì làm thế nào để chọn đáp án đúng? Bây giờ các bạn sẽ cùng nhìn vào bức tranh ở bên trái và 5 câu đề bài ở bên phải để chúng ta sẽ cùng đọc. Nếu như đề bài miêu tả đúng những đồ vật có ở trong tranh thì sẽ là there is, there are, đúng không ạ? Là khẳng định. Ok, nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé. Câu 1. Chúng ta có cái từ mới đó là sofa. Sofa là cái ghế đệm ngồi, ghế đệm dài, đúng không ạ? Sofa. Ok. Vậy chúng ta sẽ tìm trong bức tranh liệu rằng là ở trong bức tranh này có sofa không ạ? Cô nhìn thấy màu tím đây rồi ạ. Đúng ạ. Vậy chúng ta sẽ có là there is hay là there isn't. There is a sofa. Chính xác. Có một cái ghế sofa. Number 2. There are or there aren't two mirrors. Ở đây mình có mirrors là cái gương, đúng không ạ? Mirrors là cái gương. Vì vậy mình thấy rằng là ở đây cô thấy một cái gương hình vuông này, đúng không ạ? Hình chữ nhật này và một cái gương hình tròn. Chính xác. Vì vậy ở đây chúng ta có hai cái gương. Vì vậy chúng ta sẽ dùng khẳng định, đúng không? Và khẳng định là gì nào? There are, chính xác. There are two mirrors. Number 3. There aren't or there are some toys. Toys là đồ chơi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem này. Ở đây cô thấy có rất là nhiều những cái đồ chơi như là cái xe gì đây ạ? Xe xúc cát
đúng không? Quả bóng này, con gấu bông này, rồi thì gì đấy ạ? Xe 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 lu à, đúng không? Đúng rồi, chúng ta có rất là nhiều những cái đồ chơi. Vì vậy ở đây mình có thể dùng cái dạng khẳng định là có một vài cái món đồ chơi, đúng không ạ? There are some toys. Câu 4 chúng ta có there is or there isn't a ball. Ở đây có quả bóng đúng không ạ? A ball, quả bóng. Đâu, chúng ta có thể tìm quả bóng đâu không ạ? Quả bóng là ở chỗ nào đây các bạn ơi? À, quả bóng ở dưới sàn nhà. Đây rồi ạ, cô nhìn thấy quả bóng có 3 màu sắc ở đây rồi. À, vậy chúng ta sẽ có là khẳng định there is a ball. À, câu cuối cùng. There is or there isn't a desk. A desk là cái bàn đúng không ạ? Nào, a desk là cái bàn làm việc. Vậy chúng ta sẽ nhìn xem chỗ nào là chỗ làm việc và liệu rằng ở chỗ làm việc đó có bàn hay không. Oh, can you see? À, cô đã find, I have found. Cô đã tìm thấy một cái bàn làm việc đây rồi, nó màu nâu đúng không ạ? Vì vậy chúng ta sẽ dùng dạng khẳng định đó là there is a desk. Rồi, thực ra thì bài này rất là dễ thôi, chỉ là yêu cầu xem là chỉ là thử cái độ nhanh mắt của các bạn thôi đúng không ạ? Xem là chúng ta có tìm ra đồ vật đó hay không thôi. Đúng không? Nhưng mà đôi lúc là cái bức tranh nó hơi hơi rối một tí đúng không? Thế nên là chúng ta cũng sẽ mất một chút thời gian để chúng ta nhìn ra. Và còn thực sự thì cái bài này khá là dễ. Đúng không? Rồi. À, chúng ta đến với bài số 2. Bài 2 yêu cầu chúng ta điền is hoặc là are vào chỗ trống. Thì ở đây chúng ta có 8 câu. Có 8 câu chúng ta sẽ có thời gian để suy nghĩ một chút. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ suy nghĩ trong vòng 3 phút nhé. 3 phút. À, hoặc là các bạn có thể để bài này để làm bài tập về nhà. À, và lưu ý rằng khi chúng ta làm bài này để làm sao cho đúng, chúng ta phải nhớ lại cách dùng của there is và there are. Khi với there is thì sẽ là danh từ số ít, danh từ số ít thì sẽ là có một cái chính xác. Còn khi đi với there are là danh từ số số nhiều, đúng rồi, số nhiều thì có từ từ hai cái trở lên. Đó. Vậy thì cô nghĩ rằng là bài số 2 này cô sẽ cho các bạn về nhà làm tiếp nhé. Đúng không ạ? Cũng khá là dễ thôi mà. Đúng không? Chúng ta mới đến với dạng khẳng định thôi, chúng ta chưa có những cái dạng như là phủ định hay là câu hỏi. Thế nên là cô nghĩ là cũng khá là vừa sức với cả lớp. Vì vậy các bạn về nhà chúng ta sẽ tự làm bài này trong vở nhá. Được không? Để buổi sau có khi là cô sẽ chữa lại cho cả lớp nghe nhá. Ok. Rồi. À, vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với bài tập về nhà của buổi số 26. Đây. Trong buổi số 26 này chúng ta sẽ đến với buổi học cuối cùng của phần đại từ phản thân. Và chúng ta đến tìm hiểu với phần đại từ phản thân cuối cùng đó là từ himself, chính bản thân anh ấy. Và khi chúng ta đi đến hai cái đại từ phản thân số nhiều rồi, ngày hôm nay chúng ta lại quay lại với đại từ phản thân số ít đó là himself. Vậy các bạn về nhà chúng ta sẽ cố gắng là xem lại phần đại từ phản thân này và làm cho cô 5 câu dịch sang tiếng Anh. À, và nếu như câu nào dài quá chúng ta sẽ phân tích nhỏ từng câu một, từng cái thành phần trong câu một, đúng không ạ? Đâu là chủ ngữ, đâu là động từ, đâu là tân ngữ, đâu là đại từ phản thân, vân vân, để chúng ta làm bài cho thật là tốt. À rồi, và chúng ta sẽ có thời gian để ghi bài và làm bài. Rồi, các bạn có thể dừng cái video này lại để chúng ta sẽ làm bài nhé, sẽ ghi bài và làm bài nhé. Vậy thì buổi học buổi chữa bài buổi số 25 và giao bài buổi 26 đến đây là hết rồi. Cô chào cả lớp và hẹn gặp lại cả lớp vào buổi ngày hôm sau nhé. Bye bye.